Quadro RTX 4000 là sản phẩm được NVIDIA cho ra mắt nhằm mục đích thay thế cho Quadro P4000 trước đây. Do nằm ở phân khúc phổ thông nên giá của RTX 4000 đang ở mức dễ chịu hơn so với các phiên bản cao cấp như RTX 5000, 6000 hay 8000. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng là RTX 4000 đang rẻ, bởi hiện tại nó đang có mức giá bán ngang bằng với những chiếc RTX 2080 cao cấp nhất, tức là rơi vào khoảng 25 triệu đồng. Vậy nên trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là với mức giá đầu tư như thế thì RTX 4000 sẽ mang lại lợi ích gì cho người tiêu dùng. Nếu như nhìn vào con số 25 triệu ở trên thì hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng là chiếc Quadro RTX 4000 này sẽ có gì đó tương đương với cả RTX 2080. Nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Bởi vì theo truyền thống từ trước đến nay thì NVIDIA luôn để những chiếc cạc Quadro có thông số thấp hơn hẳn những chiếc VFox trên cùng một tầm giá. Khi so sánh các thông số kỹ thuật thì Quadro RTX 4000 cũng hoàn toàn thua thiệt so với RTX 2080. Như những gì các bạn có thể thấy trên màn hình đây, từ số nhân CUDA đến Tensor Core lẫn năng lực tính toán đều kém hơn. Và thực sự thì GPU của RTX 4000 chỉ cùng tên mã TU104 với 2080 thôi. Ngoài ra giữa chúng không còn điểm chung gì cả. RTX 4000 tương đồng với 2070 nhiều hơn khi cả hai chiếc cạc này đều có 2304 nhân CUDA cùng 288 Tensor Core. Tuy nhiên, với thiết kế chỉ một slot thì để đảm bảo về mặt nhiệt độ, NVIDIA đã phải giảm hiệu năng của RTX 4000 xuống hơn nữa khi xung nhân chỉ còn là 1005MHz, tốc độ RAM chỉ còn 1620MHz, thấp hơn 6% so với 2070 và đồng nghĩa hiệu năng tính toán cũng sẽ bị tụt giảm tương tự. Về mặt hình thức thì dù phiên bản trong video đến từ Litech nhưng nó lại mang thiết kế tiêu chuẩn của NVIDIA. Thiết kế của Quadro thì luôn có tính đơn giản và cũng không ngoại trừ trên phiên bản RTX 4000 này. Bo mạch của nó khá ngắn và chỉ được kéo dài ra bởi tản nhiệt. Điều này là dễ hiểu bởi đây là dòng sản phẩm chủ yếu dành cho các bộ workstation. Tản nhiệt của những chiếc Quadro đều sử dụng thiết kế lồng sóc để tối ưu hóa luồng khí lưu thông khi lắp cùng lúc nhiều màn hình khác nhau. Nhưng chính việc này cùng với độ dày chỉ một slot làm cho nhiệt độ của RTX 4000 khi hoạt động luôn luôn ở mức cao. Với nhiệt độ phòng khoảng 26 độ C thì khi full max khoảng 30 phút, nhiệt độ GPU sẽ lên đến 85 độ, cao hơn rất nhiều khi đem so sánh với các sản phẩm gaming trên thị trường. Vì vậy các bạn luôn luôn phải chú ý luồng gió kết cho thông thoáng. Các cổng kết nối thì không có gì đặc biệt khi chỉ có 3 cổng DisplayPort 1.4 và một cổng Visual Link để dùng chung với các thiết bị VR. Tại sao các bạn lại cần chiếc Quadro RTX 4000 này hay là bất kỳ một sản phẩm Quadro nào khác mà không phải là dòng sản phẩm gaming có thông số cao hơn hẳn? Đó là bởi vì dòng Quadro này được dành cho những người dùng chuyên nghiệp, những người muốn sử dụng máy vi tính để kiếm tiền. Và khi để làm những việc này thì yếu tố về độ bền cũng như sự ổn định là yếu tố được quan trọng đầu tiên. Và Quadro thì được NVIDIA chế tạo để chạy 24/7, nên những cái linh kiện cấu thành nên nó cũng là những linh kiện được tuyển chọn. Ngay cả GPU cũng là có sự ổn định hơn dòng gaming rất là nhiều. Vấn đề thứ hai đó là các tính năng và tập lệnh bên trong chuyên hỗ trợ cho những phần mềm làm việc nữa. Nếu mà liệt kê chi tiết ra ở đây sẽ mất khoảng 30 trang, nên mình chỉ lấy ví dụ thôi. Như tính năng khử dân cư đường thẳng trong CATIA hay Pro Engineer, tăng độ chính xác rất nhiều, đặc biệt là khi xử lý các file 3D cần độ chính xác cao trong công nghiệp. Tính năng nữa có thể kể đến là việc quản lý VRAM. Mặc dù chỉ cùng một dung lượng VRAM thôi, nhưng Quadro tối ưu hóa cho phần mềm để không gây tràn bộ nhớ, đặc biệt trong việc khử dân cư. Ngoài ra, Quadro trong quá trình phát triển cũng được thử nghiệm tương thích tối đa cho rất nhiều phần mềm khác nhau. Trong đó thì có những cái tên rất là quen thuộc như là Adobe Cinema 4D, CATIA hay 3DS Max. Như vậy, các tính năng của Quadro chủ yếu hỗ trợ cho chúng ta ở độ chính xác khi vẽ vật thể trong môi trường 3D tĩnh hoặc hỗ trợ màu sắc chính xác. Đó cũng là lý do mà hiệu năng của Quadro trong các bài benchmark thông thường đều thấp hơn RTX 2080. Một phần bởi thông số kỹ thuật của nó thua kém nhiều. Vì đây là những bài test nhanh nên nếu các bạn cần xem kỹ biểu đồ thì có thể click vào phần link phía bên dưới nhé. Đầu tiên trong AIDA 64 GPU NMAX, mặc dù băng thông bộ nhớ của RTX 4000 là thấp hơn nhưng vẫn cho tốc độ đọc ghi tương đồng với RTX 2080. Duy nhất tốc độ copy thấp hơn khoảng 4%, một con số không đáng kể. Còn lại các năng lực về tính toán thì RTX 4000 thua thiệt hoàn toàn so với RTX 2080 khi các kết quả đều cho khoảng cách từ 25-30%. Cũng dễ hiểu khi lượng CUDA Core của RTX 4000 là kém hơn nhiều so với RTX 2080. Chuyển qua AutoCAD 2020 với Catalyst System Benchmark thì điểm index của RTX 2080 tiếp tục vượt chậm hơn Quadro RTX 4000 tới 29% ở bài 3D, nhưng lại chuyển về bài 2D thì lại thua thiệt khoảng 18%. Và các bài benchmark phổ thông cuối cùng sẽ đến từ 3D Max. Do sở hữu sức mạnh vượt trội nên không có gì lạ khi khoảng cách luôn luôn ổn định khoảng 30% với phần thắng nghiêng về RTX 2080. Độ chênh lệch lớn nhất đến từ bài Portal. Đây là một bài test mới ra mắt để chào đón công nghệ ray tracing và gần như vắt kiệt rất tốt sức mạnh đồ họa của thế hệ card xây dựng trên kiến trúc Turing mới này. Và cái gì càng vắt kiệt sức mạnh đồ họa của GPU thì kết quả lại càng chênh lệch. Ngoài ra chiếc RTX 4000 này cũng hỗ trợ đầu USB Type-C cho các thiết bị VR nên chúng ta cũng sẽ sử dụng các phần mềm VR Max để so sánh kết quả. Tuy nhiên mức chênh lệch là không ổn định với Orange Room dành cho các thiết bị VR phổ thông như HTC Vive và Oculus Rift. Điểm số của RTX 4000 cao hơn khoảng 6% so với 2080, nhưng bắt đầu đến những bài thử nghiệm cao hơn thì khoảng cách lại đảo ngược khi 2080 lại vượt trội hơn khoảng 18% ở Scion và 30% ở Blue Room. Để nói thêm thì Blue Room là bài test nặng nhất của VR Max để đo sức mạnh phần cứng. PC Max 10 cũng là một bộ công cụ benchmark nhưng nó lại không hoàn toàn đo sức mạnh bộ máy mà gần như mô phỏng lại quá trình sử dụng thông thường. Ở đây thì RTX 4000 đã bắt đầu bắt nhịp được với RTX 2080 và phần nhỉnh hơn bởi tính năng quản lý cửa sổ với tên gọi Crisp Vision, cũng như VRAM được tối ưu hóa để xử lý đa nhiệm. Đây cũng là lý do mà các bạn nên sử dụng Quadro trong công việc cần mở liên tục nhiều ứng dụng và cửa sổ con khác nhau. Nếu như ở các ứng dụng benchmark cơ bản, Quadro RTX 4000 tỏ ra yếu thế hơn nhiều so với RTX 2080.
thì câu chuyện lại hoàn toàn bị đảo ngược trong SpecViewPub 13. Với các ứng dụng chuyên biệt và được hỗ trợ rất tốt từ các tập lệnh bên trong Quadro đã bù đắp được không chỉ bằng mà còn vượt trội hơn hẳn so với RTX 2080. Các bạn có thể thấy ở độ phân giải Full HD chỉ có ở Maya, Showcase và 3DS Max thì 2080 mới cho hình ảnh mượt mà hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tối đa là 13% trong Showcase, còn lại 4% trong 3DS Max hay 1% trong Maya là quá ít để có thể nhận ra. Còn từ Katia, Creal Energy trong đến Medical, NX hay là SW thì RTX 4000 đều tỏ ra vượt trội hơn khi hiệu năng hơn ít nhất là 20% và nhiều nhất là 1800%. Một con số quá khủng khiếp để dành cho khả năng tối ưu hóa của phần cứng để hỗ trợ phần mềm của Quadro. Nói chung Quadro chắc chắn không dành cho tất cả mọi người. Nếu như các bạn đang là sinh viên muốn tìm kiếm cho mình một dòng sản phẩm đa dụng có khả năng đáp ứng đủ với nhu cầu từ giải trí đến học tập thì mình nghĩ là sản phẩm như là RTX 2080 sẽ phù hợp hơn dành cho các bạn. Còn đối với những ai đã đi làm, đã có một cái mục tiêu rõ ràng trong công việc của mình và mong muốn tìm kiếm cho mình một bộ máy chuyên nghiệp đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe về mặt độ bền cũng như tính chính xác thì dòng sản phẩm Quadro sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt. Tất nhiên thì Quadro vẫn có thể chơi game được, nhưng với những tính năng của nó thì nó chỉ đáp ứng được những yêu cầu cơ bản thôi. Vậy các bạn nghĩ gì về dòng sản phẩm này? Các bạn có thể để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.